Máy che bồ điện Elite 1552 mang đến nhiều lợi ích rèn luyện sức khỏe, là thiết bị đa năng chăm sóc sức khỏe tốt nhất hiện nay. Luyện tập với Elite 1552 giúp hỗ trợ tim mạch, điều hòa khí huyết, tăng cường sự dẻo dai. Sản phẩm có giá rẻ chỉ có 8.850.000 đồng, còn được tặng máy massage Elite cầm tay. Máy chạy bộ điện Elite 1552 có thiết kế kiểu dáng tinh tế, nhỏ gọn, phù hợp với xu hướng hiện đại. Động cơ máy với 3.0 HP, khả năng đạt tốc độ đến 15 km/h. Khả năng điều chỉnh tăng giảm tốc độ trên tay cầm đơn giản và tiện lợi hơn. Nhờ vào cáo tạo bích công thủy lực nên Elite 1552 có thể gấp gọn di chuyển vô cùng dễ dàng. Máy chạy bộ Elite 1552 còn có hỗ trợ bộ cảm ứng nhịp tim trên tay cầm tiện lợi hơn. Hệ thống giảm sốc với đệm cao su chống sốc cực tốt. Điểm độc đáo của Elite 1552 chính là khả năng kết nối với nhiều thiết bị ngoài như tai nghe, điện thoại USB, thẻ nhớ. Vừa luyện tập chạy bộ giảm cân, gập bụng, loại bỏ mỡ thừa, săn chắc cơ thể, vừa massage thư giãn, giảm mệt mỏi tinh thần thoải mái. Gọi ngay 1-800-1552 để được đặt ngay máy chạy bộ điện Elite 1552. Ưu đãi lớn chỉ có 8.850.000 đồng. Máy chạy bộ điện Elite 1552 mang đến điều may cho cả nhà. Siêu quà tặng của máy chạy bộ điện Elite tới đây, nhanh tay nhanh tay. Tặng máy massage Elite, massage xua tăng mệt mỏi. Tặng máy xây sinh tố cầm tay, trợ thủ đắc lực cho nội trợ. Tặng nền bụng hương quế cao cấp, khô gọn vùng hai nhanh chóng. Mua ngay máy chạy bộ điện Elite, nhận ngay quà hấp dẫn cực chất cho gia đình.